Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng với các bạn review dòng bếp của AEG HK634-250XB. Đây là dòng bếp bơ từ 4 mặt và bây giờ thì mình sẽ thử khui cái thùng này ra. Thì đây cái thùng của cái bếp AEG. Nó sẽ như này. Bây giờ thì mình sẽ mở ra. Giờ thì mình cũng hay mở ra để kiểm tra trước khi gửi bếp về cho khách. AEG thì nằm trong những thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức rồi, nó cũng có đến hơn 100 năm cơ, gần bằng tuổi của thương hiệu Bosch. Và bếp của AEG thì là một trong những loại bếp có tiếng là rất là tốt và bền ở Đức rồi. Giá nó cũng thuộc dạng dòng giá cao ở đây. Thì bên trong này bạn nhìn thấy đây là cái sách hướng dẫn này. Họ sẽ đặt tí shop bên trên này. Đây là cái bếp mà lúc mình mới nhận về và mình sẽ phải đóng thêm vào trước khi là chuyển bếp về ở Việt Nam. Mình sẽ phải đóng thêm shop vào nó mới an toàn. Đấy, như các bạn thấy đây bếp rất là đẹp. Đây là một trong những bếp mà bán chạy nhất của AEG vì giá nó phải chăng nhưng mà nó lại có cái thiết kế rất là tối ưu. Giờ mình sẽ giới thiệu qua về kỹ thuật với cả những cái thông số của bếp. Thì như các bạn thấy ở đây mình sẽ đo cho bạn thấy là đây là cái chiều ngang của bếp này. Thì nó chính xác là 58cm này. Còn đây cái chiều sâu từ phía bờ tường ra đến bếp thì nó là 52cm. Và ngoài ra thì nó còn có cái đoạn, cái diện tích để mà mình quét đá thì nó nhỏ hơn bên này, bên nằm bên dưới. Thì cái bề ngang của nó bây giờ chỉ còn là 55,5cm. Và cái chiều rộng ở đây chính là cái bề sâu ấy, thì nó chỉ còn là 48cm. Có nghĩa cái khoảng khoát đá thì nó sẽ nhỏ hơn cái bề mặt bên trên. Và như vậy thấy thì bếp AEG khá là đẹp. Với cái bếp này là thiết kế nó có rất nhiều cái ưu việt và nó lại có cái giá rất là phù hợp. Ưu việt ở đây chính là bạn nhìn thấy đây là cái phần khu vực bếp có thể mở rộng diện tích nấu phụ để phù hợp với những cái đáy nồi, đáy chảo mà có diện tích lớn hơn. Thì bếp sẽ tự nhận diện và nó mở ra theo cái khu vực mà nó đang khoanh vùng ở đây. Và bếp thiết kế cũng tối ưu, như các bạn thấy là các hình tròn có kích cỡ khác nhau, nó để cho phù hợp với những kích thước nồi chảo của các bạn khác nhau. Có những cái nồi hoặc là những cái xanh của các bạn nó rất là nhỏ, nó chỉ tầm được khoảng 16-14cm, thì nó đã có thiết kế một cái bếp tối ưu vừa với cái kích thước nồi niêu đấy. Tại vì đây là bếp từ, vì vậy nó sẽ thiết kế vừa để không tốn quá nhiều công suất cũng như là năng lượng. Và những cái bếp to hơn, tương ứng với những cái mặt bếp nấu to hơn thì công suất cũng sẽ to hơn, để cho các bạn có thể lựa chọn được cái vùng nấu nó phù hợp, và đấy là sẽ tối ưu được cái việc mà các bạn sử dụng bếp. Đấy, là một cái thiết kế mặt bếp 4 bếp như thế này, hiển nhiên là không bao giờ các bạn, thường rất ít khi các bạn sử dụng cả 4 mặt nấu cùng lúc, nhưng mà cái kích thước chảo của mình khác nhau, vì vậy mà bếp 4 nhưng mà nó sử dụng để có thể thiết kế được nhiều kích thước khác nhau phù hợp với đáy nồi, đáy chảo khác nhau. Đây là cái mặt sau của bếp AEG, nó cũng rất là chắc chắn, hoàn toàn được bọc ngoài bởi lớp thép không gỉ, khung rất là cứng và vững chắc. Đây là những cái khu quạt gió đây để làm mát bếp và những cái khoảng không thoáng ở bên dưới. Các bạn lưu ý là trong quá trình mình nấu nướng thì mình không được để làm nước mà lọt qua cái thành bếp và xuống bếp, và nó lọt vào trong những cái động cơ máy như này thì sẽ rất dễ là bị cháy bếp. Thì trong quá trình mà các bạn lắp ý, thì các bạn nên làm có cái chất keo mềm ở đấy, các bạn dín kín mít vào cái phần mép bếp với cả mặt đá thì nó sẽ hạn chế nước bị lọt xuống dưới. Khu vực nấu thì các bạn luôn giữ cho khu vực nấu nó khô thoáng, đừng để ẩm thấp quá. Với bếp AEG thì bạn có thể thấy là một cái đầu dây họ đã nối với bếp, còn một đầu dây thì sẽ còn để 3 dây, 4 dây như này. Thì đây là cái dây trung tính này, đây là dây mát này, và đây là dây, hai cái dây nâu và đen này sẽ được chập một để trở thành cái dây rửa đây. Thì bạn sẽ nhìn thấy trong sơ đồ đây, bên dưới đây họ cũng sẽ lắp ráp tương tự như thế. Thì hai cái dây nâu và đen họ đã được kết nối ở phần 1, phần 2 vào nhau, coi như tạo thành một cực. Còn một cái nữa thì màu xanh thì tạo thành một cực riêng ở đây. Đấy, khi lắp thì mình có thể mở ra để kiểm tra để xem hai dây nào được chập với nhau và dây nào tạo thành một cực riêng, để tránh trường hợp là bị cháy bếp nhá. Với chức năng khóa an toàn thứ hai thì các bạn bật bếp lên.
Sau đấy các bạn chọn luôn biểu tượng hình khóa và bấm giữ liên tục trong vòng khoảng 10 giây, 4 đến 10 giây thì các biểu tượng chữ L đấy xuất hiện. Thì như thế là khi này thì các bạn, cho dù các bạn có bật bếp nhưng các bạn chọn vào các cái chế độ bếp thì bếp cũng không hoạt động. Và các bạn tắt bếp đi rồi các bạn bật bếp lên thì lúc này các bạn vẫn không thể nào lựa chọn được các cái chế độ này. Bây giờ muốn sử dụng lại bếp thì các bạn có thể bật bếp lên. Sau đấy các bạn cũng chạm tay vào cái phím hình khóa cho đến khi nào các cái biểu tượng đèn tắt đi và có cái biểu tượng số 0 như bình thường này thì các bạn có thể lựa chọn được bếp và nấu như bình thường. Cái chức năng đồng hồ thì các bạn chỉ cần là lựa chọn bếp, sau đó các bạn lựa chọn đồng hồ và các bạn có thể tăng lên thời gian từ phút 1. Và khi nào cái đèn mà nhấp nháy tiếp theo nó sẽ tăng nhấp góc đèn đồng hồ nhấp nháy tiếp theo từng cái vị trí bếp một. Và nếu như ở cái bếp này các bạn không muốn hẹn giờ nữa, các bạn bấm vào tiếng đồng hồ và sau đó giảm thời gian về 0 thì bếp sẽ không lấy nữa, bếp sẽ mất hẹn giờ, tắt chức năng hẹn giờ, mình sẽ giảm nhỏ lại. Đấy, như các bạn thấy là giảm nhỏ cái thì bếp nhiệt sẽ xuống thấp ngay lập tức. Và sau khi các bạn nấu xong thì các bạn sẽ thấy biểu tượng chữ H như thế này. Đây là ngay cả khi các bạn tắt bếp vẫn có biểu tượng này. Nó đang báo hiệu cho mình là bếp bên này của mặt nấu là vẫn rất là nóng và còn nguy hiểm, nên là không nên chạm tay vào những khu vực đấy. Đây là biểu tượng thể hiện là nhiệt dư trên mặt nấu. Như vậy là mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn về bếp series 6 của AEG 634-250XP. Đây là một trong những cái dòng bán chạy nhất của AEG và nó thiết kế mặt nấu rất là tối ưu. Và vì đó là lý do mà các bạn không cần nhất thiết là cứ mua bếp 4, là các bạn phải dùng hết 4 mặt nấu thì mới mua và các bạn sợ phí hoài những mặt nấu còn lại. Thì thật ra với những cái bếp 4 là họ muốn thiết kế một cách ưu việt nhất, hay cả bếp 5 cũng thế, để cho các bạn có thể lựa chọn được nhiều cái khu vực nấu phù hợp hơn. Và để đặt mua hàng hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn vào website gusto.vn hoặc vào Facebook Shop Gusto hoặc liên hệ với chúng tôi theo số Viber Zalo ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem.